Alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cái voucher như thế này. Đây là cái sản phẩm mà sau khi mình làm xong thì nó sẽ như thế này đây. Mình có lên mock up này. Rồi cái phần mềm mình đang dùng là Photoshop CC 2019 nha. Đầu tiên thì các bạn vào file new, chúng ta tạo một file mới. Ở đây thì mình sẽ đặt kích thước cho nó là 21 nhân cho 9 cm. Cái này là 300, cái này là CMYK và chúng ta nhấn click. Rồi đầu tiên thì các bạn vào file, các bạn sẽ cho cây hình này vào. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Và tiếp theo thì mình sẽ làm nhòe cái này đi. Các bạn vào filter, các bạn vào blue này, cushion blue. Thì ở đây thì cái thông số radius này thì các bạn có thể kéo lên bao nhiêu tùy các bạn nha. Ở đây thì mình sẽ đặt cho nó là 20. Rồi các bạn nhấn ok. Rồi tiếp theo các bạn vào file play, các bạn sẽ cho cái hình này vào, cái hình sản phẩm của các bạn á. Rồi các bạn ấn giữ phím Shift Alt để phóng to nó lên. Sau đó thì mình sẽ nhấn Enter. Rồi tiếp theo ở đây thì các bạn sẽ dùng title và các bạn ghi nội dung vào thôi. Thì mình sẽ dùng title. Ở đây thì mình sẽ ghi là 50 50% nha. Rồi chúng ta nhấn Ctrl T, ấn giữ phím Shift Alt để phóng to nó lên. Sau đó mình sẽ nhấn Enter. Rồi các bạn click vào đây, và ở đây thì mình sẽ cho cái phông chữ nó là UTM. Mình sẽ cho phông chữ này nha. Cái này là 0. Click vào đây đi. Rồi cái màu sắc thì mình sẽ cho nó là màu này nha. Ta nhấn ok. Rồi tiếp theo thì các bạn dùng Rectangle Tool. Ở đây thì các bạn vẽ một hình chữ nhật như thế này này. Và ở đây thì các bạn click vào đấy, các bạn tô cho nó là màu đen. Cái màu viền thì các bạn tắt nó đi. Rồi các bạn sẽ ghi cái chữ là Shell Up. Rồi ở đây các bạn nhấn Ctrl T và chúng ta ấn giữ phím Shift. Nhấn Enter. Sau đó các bạn đưa nó lên đây. Và ở đây thì mình sẽ tô cho nó là màu trắng đi. Cái màu cái hình chữ nhật này thì mình sẽ nhấn Ctrl T và mình sẽ cho kích thước nó như thế này thôi. Sau đó mình nhấn Enter. Tiếp theo thì các bạn ấn giữ phím Shift chọn hai cái layer này này. Rồi ở đây thì nó có cái căn đều cho mình nha. Sau đó các bạn nhấn Ctrl G để chúng ta gộp nhóm nó lại. Và mình nhấn Ctrl T, mình click file cho mình sẽ cho nó xoay 90 độ này. Đó, các bạn đưa nó vào đây. Rồi chúng ta ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng cho nó. Chúng ta thu bé lại cho nó vừa bằng cái chữ 50 này này. Rồi sau đó mình sẽ nhấn Enter. Và các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn hai cái layer này, chúng ta nhấn Ctrl G để gộp nhóm nó lại. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng title và các bạn ghi nội dung này vào này.
Rồi tiếp theo thì các bạn ấn giữ phím Shift, chúng ta chọn ba cái layer này. Rồi ở đây thì mình sẽ cho cái này là về không đi. Rồi các bạn sẽ nhấn Ctrl T và chúng ta ấn giữ phím Shift Alt để chúng ta phóng to nó lên. Rồi mình sẽ nhấn Enter. Rồi tiếp theo thì các bạn click vào đây này. Các bạn click vào đây này. Click vào đây. Đó. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ dùng Pen Tool nha. Các bạn click vào đây, ấn giữ phím Shift, chúng ta click điểm thứ hai. Và ở đây thì các bạn tắt cái màu nền đi, màu viền thì các bạn sẽ cho nó là màu đen. Rồi ở đây là mình sẽ ghi chữ shopping này. Rồi các bạn nhấn Ctrl T và chúng ta ấn giữ phím Shift phóng to nó lên. Rồi ở bên dưới này thì mình sẽ ghi là các bạn nhấn Ctrl T và chúng ta ấn giữ phím Shift phóng to nó lên. Sau đó nhấn Enter và ở đây thì mình sẽ vào đây mình sẽ cho nó là in đậm đi. Cái màu sắc thì mình sẽ cho nó là màu này luôn. Rồi tiếp theo các bạn click click vào layer này và chúng ta ấn giữ phím Shift, chúng ta nhấn Ctrl G để gộp nhóm nó lại. Rồi phía bên dưới này thì mình sẽ ghi chữ này này. Đây thì mình click vào đây mình. Đó, mình đưa nó vào cho nó nhanh. Ở đây thì các bạn chỉ cần dùng cái tay tool và các bạn ghi vào thôi nhé. Mình sẽ đưa vào cho nó nhanh. Rồi tiếp theo thì các bạn ấn giữ phím Shift này, chọn những cái group này và các bạn click vào đây cho nó căn đều cho mình. Các bạn cho nó xích lên. Rồi ở đây thì có cái hình này này. Thì trong cái file nguyên liệu của mình thì có cái hình này này. Các bạn mở nó lên này, dùng Photoshop mở nó lên này. Rồi các bạn cầm, các bạn kéo nó qua đây. Rồi các bạn nhấn Ctrl T và chúng ta thu nhỏ nó lại. Sau đó các bạn nhấn Enter.
Và đây thì các bạn kéo cho nó xuống bên dưới này luôn nha. Đó, nó xuống cái layer này này. Rồi ở đây thì nó thiếu mất một đoạn nó sang phía bên này này. Thì mình sẽ dùng Rectangle Tool. Mình vẽ một cái hình như thế này. Ở đây thì các bạn click vào đây này. Các bạn click vào đây, các bạn hút cái màu này vào này. Rồi cái màu viền thì chúng ta tắt nó đi. Rồi ở đây các bạn nhấn Ctrl T và các bạn cầm kéo nó ra đây. Đó. Sau đó mình nhấn Enter. Và tiếp theo thì các bạn ấn chữ phím Shift. Chúng ta chọn hai cái layer này. Và chúng ta nhấn Ctrl E để chúng ta cho nó về một layer. Và ở đây thì các bạn để ý này, nó có những cái màu trắng như thế này này. Đó. Thì ở đây thì mình sẽ cho cái chế độ trộn nó là đa cần này. Tiếp theo thì các bạn click vào cái layer map này này, mình sẽ xóa cái này đi. Và các bạn sẽ dùng Rust Tool. Rồi, ở đây các bạn tô màu đen nha. Các bạn nhớ click tròn vào cái layer map này này. Và các bạn xóa nó đi. Đó. Rồi cái phía dưới này thì các bạn có thể ghi cái tên website của bạn vào. Hoặc là các bạn có thể ghi cái số hotline. Rồi ở đây thì mình sẽ tô cho nó là màu đen này đi. Và cái này thì mình sẽ cho nó là 200. Và các bạn có thể nhấn Ctrl T và chúng ta phóng to nó lên chút xíu. Sau đó mình sẽ nhấn Enter. Rồi như vậy thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cách để chúng ta thiết kế một cây butcher như thế này. Thì bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận, mình sẽ giải đáp nha. Nếu thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều.